Chào mọi người nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Rồi hôm nay mình nói về cái chủ đề là cái cách để mình phân biệt được nanh heo giả và nanh heo thiệt nha. Mọi người nghe rõ nha, nanh heo giả và nanh heo thiệt, còn chưa có nói là nanh heo dùng giả và nanh heo dùng thiệt nha. Rồi, trước mắt vậy đi. Rồi đây mình có hai cái mẫu nè. Đây là một cái mẫu là nanh heo rừng dạng dòng nè, người ta đúc bằng nhựa, nó thẳng luôn, nó là giả đó. Ngày xưa như mình nhớ mình mua được đâu 500.000, mình mua sao mua để lấy cái có cái để mà cho khách hàng người ta biết để người ta phân biệt được thôi. Đây ha, mọi người nhìn kỹ ha. Cái phôi nhựa này nó được đúc từ một cái cây nanh heo rừng dạng dòng mà nanh thiệt đó. Thì cái cây nanh thiệt đó họ sẽ bỏ vô trong cái khuôn, một cái khuôn bằng silicone đó đó. Sau đó là người ta ép tạo thành mẫu. Rồi bắt đầu thì người ta cứ đúc nhựa hàng loạt thôi, như đúc nhựa, như đúc xô, đúc chậu vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó. Sau đó thì ra ngoài thì họ có sơn xíu thêm một số cái màu để tạo cho nó giống thật hơn. Đó, vậy thôi. Còn đây là cái cây, một cây nanh heo rừng mà nuôi nha. Đây ha, nanh heo rừng nuôi ha. Cây này thì bị gãy mỏm, thì chắc là lúc mà lấy ra xong rồi không cẩn thận thì nó rớt xuống ngay cái nền xi măng hay gì đó thì nó mới bể ha. Rồi quay lại vậy thì làm sao mà bây giờ mình có thể mình phân biệt được cái nào là cây nanh heo thiệt và cây nào nanh heo giả. Rồi ha, bây giờ trước mắt thì cái cây nanh heo giả này, nanh heo giả thì bây giờ bạn thử một cách đơn giản thôi. Mình lấy một cái mẫu nhỏ nè, mình đem mình lấy lửa mình đốt. Thì cái nanh heo rừng giả này á, nó làm bằng nhựa hay gọi là plastic á. Thì khi mình đốt thì nó sẽ bốc lên cái mùi của nhựa. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nhựa khi mình đốt bắt đầu cái nó sẽ chảy và nó sôi lên và nó muộn 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 lấn vào bên trong, hiểu cái gì? Giống mình đốt nhựa, cứ thử đốt nhựa là biết liền, đơn giản vậy thôi. Mà cái mùi đó là mùi nhựa ha. Đó là cách phân biệt về cái ngoại dạng và cái mùi ha, dễ thôi. Cái thứ ba nữa, thí dụ như mấy anh em mà chơi, nói là hơi khó, mấy những người mà chơi nanh chiên á, họ cầm cái nanh lên họ cảm nhận được cái độ 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 đặc, độ cứng, rồi cái khối lượng của nó với cái độ tự nhiên của nó, người ta biết liền là nanh hay thiệt, nanh giả. Còn bây giờ thí dụ như mình đơn giản, mình không chuyên thì mình có cách đó thôi, mình đem đốt cái lên cái mùi là biết liền đó, đơn giản là vậy thôi, nhựa mà. Còn thí dụ như một cái cây nanh heo thiệt đi, thì nó là canxi mà. Khi mình đốt á thì cái mùi nó sẽ bốc lên giống như mùi của cái tóc mình đốt cháy rồi đó, hoặc là cái xương mình đốt rồi đó. Thì khi mà cái xương mà nó đốt á, nó cháy á, thì nó sẽ khô nha, nó sẽ khô và nó bể nha, bể ra nha, bể từng lớp lớp ra nha, chứ nó không có bị sùi sôi lên mà nó mủn vô nha. Đó, hai cái vừa và mùi vừa cái hình dạng là mình nhìn mình biết biết được là cái nanh thiệt cái nanh giả liền ha. Đó, đơn giản là như vậy thôi. Đó thì chia sẻ cho mọi người một chút kiến thức chút xíu vậy thôi, để cho anh em mình khi mình có được một cái cây nanh á, mình biết được là cây nanh này nanh thiệt hay nanh giả thì mình lựa chọn ha. Đồ giả thì mua theo giá giả, không đồ thiệt thì mua theo giá thiệt ha. Đó, chúc mọi người buổi tối vui vẻ ha. Rồi mấy cái clip sau thì mình sẽ nói hơn
Nói thêm về cái cách phân biệt nanh heo rừng nuôi, nanh heo rừng nuôi bán tự nhiên và nanh heo rừng tự nhiên. Rồi sau nó còn những cái khác nữa, nanh heo rừng Việt Nam, nanh heo rừng Indo, Malai, rồi nanh châu Phi, rồi nanh dùng lạnh, nói chung dùng Siberia hay là dùng Mỹ mà mới đó, kiểu vậy đó nha. Rồi cảm ơn mọi người đã coi tin.